các bạn. Mình bây giờ là chiều thứ tư các bạn, đang trên đường về, đi làm về. Thì không phải nhiều đâu, mà hôm bữa mình coi cái anh chàng này, anh chàng Dương Trung Hiếu. Thì mình là cuộc sống Canada, mà cho nên mình chia sẻ về cái cuộc sống Canada. Thì nó cũng similar, giống như là nó cũng tựa tựa giống như là cuộc sống Mỹ cho các bạn. Thì mình nhớ mình coi anh ta khuyên là người mới qua nên mua xe cũ các bạn. Thì thứ nhất là khuyên là mua xe cũ, thứ hai nữa là có nghĩa là ở ké với gia đình càng lâu càng tốt. Thì hai cái này thì mình chia sẻ nha các bạn. Mình thì nghĩ nó khác các bạn. Thứ nhất, anh ta nói một cái xe cũ là cũ như thế nào các bạn? Cũ giống như là cái xe của anh ta mua mười mấy năm, là giống như là thứ nhất là các bạn mới qua, đúng, mua xe cũ, nhưng mà phải cũ như thế nào? Bởi vì khi mà các bạn mua xe cũ rồi á, nó hay có nhiều, thường xe cũ là rất là nhiều vấn đề các bạn, mà nó hư á, mệt lắm, nó hư là rất là mệt. Mà bây giờ mà xe mà các bạn cứ nghe đi, coi đi, cái xe mà mình mua cũ quá mà bị hư một cái, thứ nhất là mất thời gian, không có xe đi lại đó. Cái xe mình cũng cũ đó các bạn, mà sửa rất là, thứ nhất là sửa xe rất là tốn tiền các bạn. Xe này nè, cái chiếc mình đang chạy nè, mình có mấy chiếc mà chiếc này mình chạy nè, là thứ nhất là mình chạy nó lâu rồi đó, nó lâu rồi thì mình biết nó rất là bền, bây giờ chạy tới khi nào nó chết thì thôi. Còn khi mà mình sửa đó, là một là mình tự sửa, hai là mình có người bạn nó sửa, cho nên nó không có nhiều tiền. Chứ bây giờ mà ai mà mua chiếc này vô, mình đang chạy luôn nha các bạn, ai mà mua xe cũ giống như anh ta nói, xe cũ mua vô, mua này vô là sửa nhiều lắm. Bởi vì khi mà mình mua xe cũ đó, đúng, hên xui các bạn, bởi vì hên xui. Nhưng mà khi mà mình mua xe cũ, mình phải thử. Thứ nhất là bạn có biết xe không? Người có biết xe thì mình không nói gì. Rồi mình phải mang đi safety. Nó rất là nhiều. Bây giờ ví dụ cái xe này mà mình bán á, mình cho cái gì giờ bán thì chưa chắc ai mua đâu. Nhưng mà nó vẫn còn chạy được các bạn. Bởi vì xe Honda. Còn nữa, mà khi mua các bạn mua xe cũ á, thì các bạn nên mua những cái xe Nhật đó các bạn, Honda hay là Toyota này nọ đó. Bây giờ trở lại xe cũ đi các bạn, đó, nó nằm nhiều lúc mình mua xe xong mình sửa, cái tiền nó nhiều hơn tiền xe nữa, mình sửa nó nhiều tiền hơn tiền xe nữa, mà chưa kể là nó chạy được bao lâu nữa các bạn. Cho nên nếu mua xe cũ thì cũng nên mua những chiếc mà giống như là 6-7 năm cũ thì ok. Nhưng những dòng xe mà nó bền nha các bạn. Giống mình thấy là mình thích là xe Nhật nè. Thì nói chung á, là hồi trẻ mình thích mua xe, rồi mình cũng sửa lên, rồi các bạn cũng biết rồi, hồi trẻ thì cho nhạc chạy xe mà dập bum 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 bum, nhưng mà bây giờ lớn rồi thì không có, rồi không có ấy nữa. Có nghĩa là bây giờ nếu mà xe nào mà mình cứ thấy ai bán xe vẫn rẻ là mình vẫn mua các bạn đó, mình vẫn mua. Thì các bạn coi cái kênh của mình thì lâu lâu mình cũng sửa xe này nọ đó, thì cũng có, còn không ơi mang đi bạn sửa đó. Nhưng mà bây giờ nếu mình nói là cái ngược thời gian đi, cái thời xưa đó,
Hồi xưa một người mà qua hai bàn tay trắng mà không có gia đình này nọ hay là không có tài sản mang đi á, thì đúng các bạn, bắt buộc phải mua xe cũ. Bởi vì đâu có tiền đâu mà mua xe mới. Nhưng mà bây giờ nó ngược lại các bạn. Giống như những người mà ở Việt Nam họ qua đây nè các bạn, họ có tiền. Thứ nhất là họ có tiền các bạn. Ví dụ MBT gì là cái dạng mà là gọi là lao động chứ, thật sự họ, họ hay là cái dạng mà đi qua đây là work permit đó các bạn. Canada cũng là work permit. Họ trả rất là nhiều tiền. Bây giờ mình nói Canada thôi nha. Họ trả rất là nhiều tiền để họ qua đây họ đi làm các bạn. Cái họ trả cái tiền phí mà để, không biết mình gọi là môi giới hay là cái gì, gọi là để làm giấy tờ để được được người ta chọn để mình đi làm đó các bạn, được người ta chọn đó. 60-70 ngàn lên tới 100 ngàn đó. Nhưng mà mình qua đây, mình qua đây cái thời điểm bây giờ, tại vì mình đã nói là người ta có tiền để người ta đi, cho nên qua đây họ toàn là đi xe mới không ạ các bạn. Bởi vì thứ nhất đi xe mới là đúng, thứ nhất là đi xe mới á. Và nếu mà mình có khả năng thì càng nên đi xe mới. Bởi vì thứ nhất mình đi xe mới là nó được an toàn các bạn. Nó an toàn, nó không bị hư vật, nó không bị hư nặng luôn chứ hư vật gì nữa. Đó. Chứ cái thời mà hồi mà giống như gia đình mình hồi xưa mà qua đây hai bàn tay trắng mà không có ai gọi là, dĩ nhiên là mình qua đây được bảo lãnh gia đình, nhưng mà nó khác cái thời điểm này bây giờ lắm đó. Rồi đi làm, và ba hồi xưa là ba mẹ đi làm, đi xa bus đi này nọ, rồi xong mới mua xe cũ, rồi xong nó hư tùm lum tùm la hết. Ừ, tùm lum tùm la, nhưng mà cứ phải sửa là gì, mình đâu có, thứ nhất là không biết xe đâu, và thứ hai nó đâu có tiền mua xe mới. Rồi bắt đầu mua xe mới này nọ, cái thời gian nó qua, thì bây giờ là nói túm lại là bây giờ gia đình mình ổn lắm rồi các bạn, gia đình ok không có gì. Nhưng mà mình đang nói đây là khi mà anh ta chia sẻ là nên mua xe cũ á, thì mình nghĩ không nên. Cú như thế nào? Cú không phải là cú giống như xe anh ta mới mua tới mười mấy năm cú. Đúng, nếu mà anh ta hên ok, mà nó không hên á, rất là mệt. Giống như anh ta nói đó, anh ta có nói là anh đi mười mấy chiếc xe cú mà qua đây mười năm mười mấy chiếc xe đó. Nói luôn cái vấn đề anh ta mua xe cú, anh ta có nhắn nói là anh có lời, vậy là nước Mỹ sướng chứ, mua gì cũng có lời. Còn cái vấn đề mà anh ta mua cái xe mà bị review title á, bây giờ mình giải thích luôn cho cái vấn đề mà review title có nghĩa là như vậy. Đúng, anh ta nói đúng, cái xe đó bị đục và họ sửa lên, nhưng mà cái giá trị cái xe đó nó hơn nửa giá cái xe nếu mà không bị đục. Cái giá trị nó thấp á, nó thấp á, chứ không phải là, có nghĩa là ví dụ cùng một cái đời xe đó, cùng cây số, cùng này nọ mình không nói, mình là ba, ví dụ mình nói 30 ngàn đi, thì cái xe đó nó còn mười mấy, gần 20 ngàn thôi, ba mấy ngàn. Tại vì giống như mình nói đó, cái gì mình cũng thử qua rồi, mình cũng chạy nhiều cái xe đó rồi. Đó, đúng, khi mà mình bán thì mình không có được như cái giá, chắc có thể anh ta nghĩ là anh ta mua hời, có nghĩa là cái xe đó anh ta mua rẻ, anh nghĩ là mua rẻ thì đúng rồi, nó rẻ so với những cái xe đó, nhưng mà trong cái giấy tờ nó là review title. Thì dĩ nhiên khi mà mình bán lại thì mình cũng phải bán rẻ. Đó, ví dụ mình mua cái chiếc vừa rồi mình mua cái chiếc Honda Accord đời 2017 hay 18 gì đó, cũng là review title,
mình mua 20 mấy ngàn, rồi mình đi hình như 2 năm, rồi mình bán xuống chỉ còn được 10 mấy ngàn thôi, 16-17 ngàn đó. Nhưng mà nếu mà cái xe, nếu mà cái xe nó như vậy mà nó không bị đụng thì dĩ nhiên mình vẫn, nó không có mất giá nhiều như vậy. Nhưng mà mình biết tại vì mình mua rẻ, chứ nếu mà mình trả 30 mấy ngàn á thì nó là khác, đúng không? Nhưng mà cái thời cái mình túm lại là cái thời điểm bây giờ á, là những người người ta đi qua đây á toàn là những người có tiền không ạ các bạn, cho nên người ta đi xe cũng như là gần như là mới hay là mới luôn rồi các bạn, chứ ai mà đi xe cứu nữa. Mà anh ta khuyên đi xe cứu, mà nếu mà có khả năng thì tức nên đi xe mua mới đó các bạn, đi đao cũng được, không có tiền trả hết là đi đao cũng được. Tại vì mình mua xe, mình cái xe là phương tiện mình bắt buộc để phải đi, thì mình cần cái xe mà nó gọi là reliable, có nghĩa là nó không có bị trục trặc nhiều á các bạn. Thì dĩ nhiên mình mua xe không biết rồi, nhưng mà nó mới thì mình biết nó mới, có gì sao thì vẫn còn warranty này nọ. Còn anh ta nói là qua đây ở được với người thân càng lâu càng tốt, thì mình thấy cái cũng hơi lạ, bởi vì thứ nhất là mình qua đây mà mình qua đây mà có gia đình rồi, độc thân thì không nói gì, độc thân là nếu mà thân thiết nam thân lắm rồi này nọ thì ở cũng lâu lâu cũng ok. Nhưng mà bây giờ nếu mà có gia đình như anh ta mà ở với chị, dĩ nhiên là chị dâu thì mình phải biết điều một chút. Mình đang nói cái biết điều á các bạn. Nếu mà mình ổn định được á, mình cũng phải gia riêng, thì mình không mua nhà được thì mình cũng phải mướn chỗ nào mình ở, chứ đâu có ở càng lâu càng tốt được. Còn nữa là mua nhà luôn nhá, anh ta cũng nói là từ từ mua nhà, mà mình cũng ngạc nhiên á. Đủ điều kiện có cơ hội là dứt đó. Tại vì sao các bạn, mua nhà là không lỗ, mua xe lỗ, mua nhà không lỗ đó. Mà mua nó có hai cái lợi điểm, là có nghĩa là bạn mướn nhà là cái tiền mướn nhà các bạn, dĩ nhiên giống như mình đã nói là phải đủ điều kiện nhé các bạn, không có đủ điều kiện thì sao mà mua nhà. Nếu mà các bạn đủ điều kiện rồi á là mua, cái tiền mà các bạn trả nếu mà bạn mướn nhà thì cái tiền đó nó đã trả cho cái mortgage của bạn. Mà cái nhà, các bạn đầu tư nhà là các bạn có lời đó, không phải là lỗ được. Ví dụ bây giờ mình có nhà, bây giờ mấy căn nhà mình đang cho mướn, mình ví dụ cái căn nhà đó, căn nhà đây nè, mình mua cũng ở trên cái đường này nè, mình mua là 400 từ lúc 2000, gần hơn 4 năm rồi. Bây giờ mình cho mướn là rất còn rẻ nha các bạn, mình cho mướn cũng rẻ, đúng ra là cái khu vực đó khu vực mới, là bây giờ nó tầm 2007-2008, nhưng mà mình cho mướn nó 2003, tại vì cái gia đình của anh chàng người Đại Hàn này nè, họ ở sạch cho nên mình tư cho họ mướn vậy đó các bạn. 2003 mà mỗi tháng trả mô gạch luôn rồi đó các bạn, là mình còn lời nhá, trả mô gạch rồi á, trả mô gạch cái tiền rent đó, trả mô gạch rồi á, mình còn vôi cả ngàn đó các bạn. Thì các bạn tự nghĩ đi, cho nên ở bên cái xứ Canada hay ở bên Mỹ, cứ mua được, có khả năng cứ mua được thì cứ mua, không lỗ đâu. Hôm nay mình vô cái Walmart chút các bạn, thì tóm tắt lại là mình làm cái clip này không phải là mình phản không phải là mình
mình nói anh Hiếu là nói sai hoàn toàn, nhưng mà mình thấy cái ý hay là cái đường của anh nói đó nó không có tốt, không có hay. Thì mình làm cái clip này cho các bạn nào qua thì cũng tìm hiểu thêm, nó cũng tốt thôi các bạn. Thì dĩ nhiên có người này có người nọ, thì mình có ý kiến này cái ý kiến nọ, thì nó có nhiều cái ý kiến để mình tìm hiểu hơn là cùng một chiều các bạn. Nhưng mà túm lại về vấn đề mà mua, tóm lại là cái vấn đề là mua nhà đó các bạn, tứ đủ khả năng thì mua các bạn, nó không có lỗ đâu. Bây giờ mình có khả năng nữa mình cũng mua thêm đó. Ok, mình bỏ phone xuống để mình park cái lên coi, chứ mình cầm phone mình không có park in được nha các bạn. Ok, bye, chúc các bạn một ngày vui vẻ.